quý vị và các bạn. Là người Việt Nam, ai ai cũng tự hào về truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Song, để tường tận lại được những gốc tích lịch sử nước nhà theo như lời dạy của Bác là một điều không hề đơn giản, đặc biệt là đối với giới trẻ. Những năm gần đây, tình trạng mù lịch sử diễn ra khá phổ biến trong học sinh và sinh viên. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thờ ơ với môn lịch sử, dẫn đến không hiểu biết về lịch sử, nhớ sai các dấu mốc, sự kiện, từ đó cảm thấy không ham thích, hứng thú. Song, nhờ những người thầy, người cô đã hết lòng với sự nghiệp chồng người, tận tâm, sáng tạo với nghề, nên môn học này đã trở thành một môn học được nhiều học sinh, sinh viên yêu thích. Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, là một ví dụ điển hình. Đổi với các em sinh viên của trường, chúng tôi được biết ngày đầu tiên gặp cô, ấn tượng của các em về cô là vô cùng sâu sắc. Một tiến sĩ trẻ thân thiện, dễ gần, lấp lánh bên trong mỗi lời nói, mỗi bài giảng của cô là trí tuệ, tâm huyết, là những lời mở đường vô cùng hấp dẫn, đưa các em sinh viên tới kho tàng lịch sử đồ sộ của dân tộc. Ngoài giờ học, cô như người chị, người bạn thân thiết của các em sinh viên. Mọi niềm vui, nỗi buồn đều được cô trò chia sẻ, trao đổi, góp ý một cách hết sức chân tình, thoải mái, không còn khoảng cách giữa cô và trò như ở trên lớp. Với cách tiếp cận và giảng dạy thân thiện, nghiêm túc, trách nhiệm và tận tâm, cô đã khiến cho các em sinh viên không chỉ yêu sử, thích sử mà còn rất hào hứng với môn học này. Người thầy nếu như không có sự đam mê, không có nhiệt huyết thì chắc chắn là không thể truyền lại được cho các em và dẫn đến cái tình trạng là các em không hứng thú học tập. Khi đứng trên bục giảng, tôi thường đem tất cả những vốn kiến thức của mình để truyền đạt lại cho các em. Cái thứ hai nữa là cái buổi đầu mà tôi lên lớp, tôi thường nói cho sinh viên của mình rằng là các em chuẩn bị học một cái môn học vô cùng là dễ, bởi vì khi mà chúng ta nghiên cứu lịch sử có nghĩa là nghiên cứu sự vận động xung quanh chúng ta. Và trong quá trình giảng dạy thì tôi thường tạo ra cái hứng thú cho các em bằng cách là tôi sẽ kể những cái câu chuyện, những sự kiện lịch sử một cách rất là ngắn gọn để các em hiểu được rằng là trong giai đoạn này sẽ có những cái vấn đề cần phải nhớ, cần phải hiểu, các em sẽ ham thích hơn. Khi mà nghiên cứu lịch sử, hiểu được lịch sử rồi thì chúng ta mới có thể yêu hiện tại và hướng được tới đến tương lai. Với giọng nói truyền cảm, mỗi bài giảng của cô không chỉ là những kiến thức cơ bản mà còn chứa đựng tình cảm, chẳng khác gì người chị, người thân của các em. Thông qua mỗi bài giảng của cô, hầu như các bạn sinh viên ai cũng thấy được hình bóng, sự đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông, những người thân của mình đối với quê hương, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cũng thông qua các bài giảng, cô đã giúp cho các em thấy rõ hơn về quá trình hình thành sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. Trước đây em có được nghe ông bà kể về thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cũng như thời bao cấp, với kiến thức còn hạn chế và chưa được logic thì em cũng chưa hình dung ra được nhiều. Qua những bài giảng của cô thì bản thân em cũng đã hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, cảm thấy học lịch sử rất là sinh động và không còn khó khăn như trước. Cô Nguyễn Thị Ngân thường đưa những tư liệu lịch sử, những hình ảnh, những video rất là sâu sắc và ý nghĩa. Chúng đã tạo cho em ấn tượng vô cùng lớn. Một điều hơn thế nữa là em đã nhớ được rất nhiều những dấu mốc lịch sử, những sự kiện lịch sử mà trước đây em chưa từng nhớ được. Qua đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Ngân, người đã truyền lửa cho chúng em để có thể tiếp thu và học tập đúng môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều khác biệt trong mỗi bài giảng, cô thường đưa ra những ví dụ gắn với nội dung thực tế. Những bức tranh cô vẽ trong không gian với những nét đậm nhạt như đưa các em sinh viên ngược dòng thời gian về thời xa xưa, rồi lại quay về với cuộc sống hiện tại. Đó là những câu chuyện với những tình tiết đầy hấp dẫn,
về những khó khăn, lạc hậu của thời bao cấp, là những chủ trương vô cùng sáng tạo của Đảng trong xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là quá trình hội nhập quốc tế, những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nhằm giúp các em khắc ghi các dấu mốc lịch sử, trong mỗi tiết giảng, cô thường lồng ghép và có những minh chứng hết sức cụ thể giữa quá khứ với cuộc sống hiện tại trong mỗi gia đình và ngoài xã hội, khiến cho bài giảng trở nên vô cùng hấp dẫn và sinh động. Chúng em là những sinh viên trường kỹ thuật. Trước đây chúng em chỉ quan tâm nhiều đến những môn chuyên ngành, chứ ít để ý đến môn khoa lý luận. Tuy nhiên sau khi nghe các bài giảng của các thầy cô khoa lý luận chính trị, đặc biệt là môn lịch sử Đảng do cô Ngân giảng dạy, khiến chúng em phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Không thể tin tưởng được rằng nắm vững được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng rất có ích cho chúng em trong quá trình học tập nói riêng và sau này lập nghiệp nói chung. Nhiều cựu sinh viên sau khi ra trường cũng chia sẻ với chúng em rằng kinh nghiệm trong quá trình thành công thì họ phải luôn theo dõi sát sao, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng để có bước đi đúng đắn trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, cô Ngân quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, lấy chồng về Hưng Yên. Năm 2007, cô thi đỗ vào chuyên ngành lịch sử Đảng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 2011, ngay sau khi ra trường, cô đã thi đỗ và theo học thạc sĩ chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi học xong thạc sĩ, tháng 8 năm 2015, cô về giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tháng 11 năm 2017, cô được nhà trường cử đi học tập nghiên cứu sinh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 4 năm 2021, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, khi đó cô vừa tròn 33 tuổi. Trò chuyện với chúng tôi, cô chia sẻ, trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của cô được Hội đồng Khoa học đánh giá đạt loại xuất sắc. Nội dung luận án nghiên cứu về Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo xây dựng căn cứ du kích trong kháng chiến chống Pháp. Mặc dù quá trình học tập công tác và giảng dạy tại trường chưa lâu, song với cách tiếp cận tích cực, tràn đầy năng lượng, cùng với sự nhanh nhạy, tinh thần nhiệt huyết, sự sáng tạo, đặc biệt là sự thân thiện, khiêm tốn, dễ gần, cô đã để lại những ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp và các em sinh viên. Cô Ngân là một giảng viên trẻ, là một tiến sĩ và có thể nói là một tấm gương tiêu biểu cho các em học sinh noi theo về ý chí tự lực tự cường, phấn đấu rèn luyện học tập. Trong những năm qua, liên tục được các em học sinh đánh giá là giáo viên giỏi, có năng lực tận tình, tận tụy đối với các em trong quá trình giảng dạy học tập, là người chịu khó học hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của anh em đồng nghiệp, có cái quan hệ rất tốt với đồng chí đồng nghiệp trong cái quá trình thực hiện các nhiệm vụ của khoa cũng như là của công đoàn trường, của nhà trường. Cô Ngân là một trong những giáo viên đi đầu trong cái phong trào tiếp thu, sử dụng những các cái phương tiện thiết bị hiện đại và những cái clip mô phỏng để cung cấp cho sinh viên những tri thức không chỉ là bằng ngôn ngữ nói mà còn có thể bằng hình ảnh để sinh viên có thể đa dạng hóa hơn trong cái quá trình tiếp thu. Quan tâm thường xuyên, nhắc nhở, kiểm tra các em, giao bài tập cho các em trong quá trình học tập cũng là một phương pháp để tạo cái sự gần gũi gắn kết giữa giáo viên với lại sinh viên. Và đó là một trong những các cái điểm được giáo viên chúng tôi cũng như là các em sinh viên đánh giá rất cao. Tâm sự với cô, chúng tôi được biết, để có được thành công như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực vượt bậc của bản thân, cô còn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của thầy cô trong khoa, trong trường, và đặc biệt là sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của hai bên gia đình nội ngoại, sự quan tâm động viên giúp đỡ kịp thời của người bạn đời, một anh lính cụ Hồ thường xuyên xa nhà. Bởi ngoài nhiệm vụ giảng dạy học tập và công tác, cô còn phải sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ. Nói về cháu Ngân ấy, thì là người rất chịu khó làm việc, thì có kế hoạch. Và quá trình làm việc thì phải nói là cũng rất là quyết tâm, miệng nói tay làm.
cháu rất là hoạt bát và một cô giáo mà mẫu mực, thông minh, có chuyên môn và nhanh nhẹn. Thế rồi các con chăm sóc rất chu đáo. Và cháu tức là đối nội đối ngoại rất là chu đáo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cô luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tính đến nay, cô đã có 14 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Do có những cố gắng, nỗ lực vượt bậc trong công tác, học tập và giảng dạy, năm học vừa qua, cô Nguyễn Thị Ngân đã vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn trường Si Tôn trao tặng danh hiệu Nữ cán bộ giảng viên giỏi việc trường, đảm việc nhà. Ấn tượng lớn nhất của tôi đó chính là cô Ngân đã biết vượt qua mọi khó khăn. Chỉ trong vòng 3 năm là cô đã bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ. Là môn lịch sử đảng đấy, là một môn cực kỳ khó khăn trong quá trình giảng dạy đối với các em sinh viên. Là một tiến sĩ trẻ, cái phương pháp giảng dạy rất tốt và chính vì vậy mà sinh viên đã tín nhiệm trong năm học vừa rồi. Thì đánh giá là cô Ngân là một giảng viên giảng dạy mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bác Hồ đã từng nói, dân ta phải biết sử ta, cho tường cốc tích nước nhà Việt Nam. Câu nói của bác như một lời hiệu triệu nhắc nhở mỗi con dân Việt Nam, mỗi con lạc cháu Hồng phải có trách nhiệm tìm hiểu về cội nguồn lịch sử dân tộc. Bởi lẽ lịch sử là những gì thuộc về quá khứ, nếu không có quá khứ sẽ không có hiện tại và tương lai. Năm học 2022-2023 đã bắt đầu. Mong sao, ngay trong năm học đầu tiên, khi môn lịch sử trở thành môn học bắt buộc, Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung sẽ có thêm nhiều thầy cô như thế.